Xin kính chào quý khách hàng và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Thái. Thì từ trước tới giờ trong quá trình bán hàng, từ khi cái xe Toyota Rush về từ năm 2018, nhiều khách hàng cũng rất thích cái dòng xe Toyota Rush và cũng đã đặt mua. Tuy nhiên cũng còn rất nhiều khách hàng chưa được trải nghiệm dòng xe Toyota Rush và cũng phân vân và muốn là được chạy thử. Tuy nhiên là tất cả các đại lý Toyota thành phố Hồ Chí Minh thì đều không có xe Rush để cho khách hàng lái thử. Biết được điều đó, Toyota An Thành ngày hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng một chiếc xe Toyota Rush để cho quý khách hàng có phân vân giữa sản phẩm này, sản phẩm khác, thì có thể trải nghiệm trực tiếp chiếc xe Toyota Rush, cái giá trị của Toyota Rush mang lại và nhiều cái điểm mạnh của Toyota Rush như thế nào. Và ngày hôm nay, để tiện cho quý khách hàng, nhiều quý khách hàng không có thời gian lên showroom để lái thử trải nghiệm, Thái sẽ làm một cái clip ngắn để giới thiệu với mọi người và cũng như là để trả lời một vài câu hỏi với nhiều khách hàng cũng đặt ra nhiều câu hỏi là Toyota Rush máy 1.5 rồi 7 chỗ rồi sát nặng như vậy có chở được 7 người hay không, đi có nhanh hay không và rất nhiều câu hỏi khác. Thì ngày hôm nay Thái sẽ Thái và 7 anh em sẽ lên chiếc xe Toyota Rush này và lái một vòng lên cao tốc chạy với tốc độ maximum về thành phố Tân An để cho mọi người được trực tiếp xem nhóm của Thái trên chiếc xe Rush như thế nào nhé. Và bây giờ Thái xin mời quý khách hàng cùng đi theo Thái để trải nghiệm lái thử xe Toyota Rush tại Toyota An Thành Fukushima. Thái đã mượn được 6 anh em và với anh quay phim nữa thì là 7 người. Và bây giờ chúng ta sẽ lên chiếc xe Rush và cùng chạy thử về thành phố Tân An xem Toyota Rush có chở được 7 người và chạy với tốc độ maximum là bao nhiêu nhé. Xin mời khách hàng. Trước khi mình chở mọi người thì mình phải gập cái ghế này lên để cho người ở phía sau lên nha mọi người. Thì cái ghế này thì nó gập một chạm. Đây. Gập thì mình dỡ lên luôn. Rồi. Ghế này mình bật ra. Rồi. Khi có người ngồi ở phía sau thì chúng ta dịch ghế lên chút xíu. Dịch ghế lên chút xíu giống như Thái làm cái clip trước vậy đó mọi người. Rồi. Bây giờ xin mời cô gái xinh đẹp của chúng ta. Kim Ngân. Kim Ngân cao bao nhiêu vậy em? Kim Ngân nặng bao nhiêu? Cũng nặng dữ á, lên đi em. Kim Ngân thì chiều cao cũng chuẩn mà cân nặng cũng ok mọi người. Ngồi ở phía sau về Tân An thì như thế nào nhé. Ngồi thì mình dịch hàng ghế này lên. Rồi. Giờ nói chung do là nam á đông cho nên là mình đang ghép thử chút xíu mọi người. Cho thêm một cô nữ nữa lên. Chút cao bao nhiêu? Em cao 1m67. Hạn chế có 2 chừng hạn chế rồi, cân nặng nhiêu em? Em nặng 52kg. Rồi mà em cao quá, ngồi phía sau biết có ổn không đây. Về tới chắc cúng luôn mọi người. Rồi. Rồi giống. Rồi ba thằng trai lên đi. Diệp Bình An. Đây là Diệp Bình An cao bao nhiêu em? Cao 1m71 nặng nhiêu? Rồi lên đi. Cái băng riêng đi, băng riêng. Trong xe này chỉ có một mình băng riêng là nhỏ nhất thôi, cao bao nhiêu em? Em chiều cao, cân nặng nó khiêm tốn, cao có 1m75 nặng, có 70kg. Trừ thêm 20 phân. Em thì cao 1m8, nặng 80kg. Trời ơi, trong xe này có mình Kiên là cao 1m8, nặng 80kg mọi người. Đồng thời là với chiều cao là 1m75 mọi người, nặng 90kg nha mọi người. Rồi, hôm nay là tài xế lái chở mấy anh em về Tân An uống cà phê. Sức khoát cũng được một đoạn đó mọi người. Thì Thái thấy cái chân ga, vô lăng, chỗ ngồi này kia ổn mọi người, không có vấn đề gì.
cái cảm giác mình đạp mà chở nặng vậy, mình đạp mình tăng tốc á thì ok, cũng không thua kém gì cái anh Innova cả. Xe Toyota Rush mình thì được vận động cầu sau, cho nên khi mà chở đông người như thế này á là một điểm mạnh. Đông người thì cái lực đẩy của nó sẽ chiếm ưu thế hơn, cho nên là xe Rush mà chở đông người thì chạy sẽ im hơn những cái xe 7 chỗ khác mà vận động cầu trước thì sẽ không có bằng như Toyota Rush. Bây giờ mình bắt đầu lên cao tốc mọi người. Vừa mới đi qua cái trạm thu phí đó thì cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh hiện tại giờ tốc độ mắc là 100 km/h mọi người. Thì ngày hôm nay thấy cũng làm chạy 100 thôi. Mình chạy nhiều quá là bị phạt nguội chết luôn á. Rồi. Bây giờ xe hơi đông thì chưa có đạp, chạy tốc độ 60 nha mọi người, đang chạy 60. Để về địa phận Long An chắc chóng chóng đường thì thấy đạp bút ga thử coi nó xử lý sao, hộp số 4 cấp mình nói mà như thế nào. Mình tăng tốc từ 60 nha mọi người. Giờ địa phận Long An rồi, chóng rồi, thấy đạp bút ga mọi người. Mọi người thấy dòng tua máy không? Lên 5.000, 6.000. Lên thường công, rất nhanh mọi người. Rồi, lên đây này yếu mọi người. Lên dữ quá, còn ga nhiều lắm, dòng tua máy lên cao. Tuy nhiên thì thấy ngưng rồi, ngưng chứ để nó quá tốc độ không được. Đây, thì dòng tua máy nó lên tới 5.000 rồi không? Ghê thiệt chứ. Tuy nhiên là khoảng 3.000 vòng là nó, khi mình chở 7 người mình đạp dòng tua máy khoảng 3.000 vòng thôi là được 100 km/h đi mọi người. Nó rất nhanh, rất mạnh chứ không phải là yếu giống như là chúng ta lo sợ mọi người. Còn như quý anh chị mà cần lái thì cứ lên Toyota An Thành, bên đại lý mình có xe lái thử. Cho nên thì mọi người yên tâm, cũng như là mọi người đang phân vân giữa sản phẩm Rush với Defender thì có thể lái thử. Trải nghiệm hai dòng xe để chúng ta so sánh cho nó trực quan. Không nên vội vàng mà theo số đông rồi thích những cái option cái kiểu rồi lại không có đánh giá được. Thì bây giờ trên mạng thông tin đại chúng thì người ta cũng review nhiều, tuy nhiên là về mặt có lợi và không có lợi thì mọi người nên tự mình trải nghiệm thì sẽ hay hơn, phải nghĩ như vậy. Còn dòng xe Toyota Rush đối Thái thì hiện tại giờ chạy trên cao tốc thì thấy ổn, quá tuyệt vời. Đang chở 7 người mà chạy không hề hứng gì nha. Mọi người ơi, hồi sáng trong lúc gấp rút thì đi thấy quên đổ xăng rồi. Và bây giờ mọi người nhìn thấy không? Bây giờ xăng bắt đầu báo rồi. Thì chỉ còn 2 km nữa là bắt buộc phải đổ xăng. Thì may mắn trên cao tốc của chúng ta cũng có một đoạn giữa cũng có cây xăng nha mọi người. Thì Thái sẽ vào đó để đổ xăng. Thì sẵn cũng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người luôn á, là khi mình lái xe như thế này nè thì mình nhìn cho cái đồng hồ túp lô này, nếu mà nó có báo đèn vàng hay đèn đỏ thì mọi người lưu ý liền nha. Thì đèn trên túp lô bình thường nó sẽ không có sáng lên, tuy nhiên khi mà nó sáng lên thì chúng ta chú ý đó là gì. Thì giống như nãy giờ Thái nhìn thấy là cái bắt buộc phải đổ xăng rồi. Thì sẵn thì Thái cũng sẽ chia sẻ mọi người luôn. Thì cái Toyota Rush nhập khẩu từ Indo thì cái nắp bình xăng được nằm ở vị trí bên tay phải của chúng ta chứ không phải là nằm bên tay trái như những xe ở Việt Nam hoặc là nhập Thái Lan. Cho nên thì chúng ta lưu ý, tí nữa vô cây xăng thì mình sẽ đậu cái hướng mà ở bên lên ngoài để cho nhân viên đổ xăng sẽ thuận tiện hơn. Ok, may mắn là có cây xăng ở chính giữa đường cao tốc chứ không là tôi rồi. 7 anh em xuống đẩy chiếc Toyota Rush về. Mọi người lưu ý nha. Thì chúng ta sẽ không có đi vào cái lên trong mà chúng ta đậu ngay ở ngoài luôn để đổ xăng. Thì đây là lần đầu tiên mình ngồi cảm nhận thử trên chiếc xe Rush nhập khẩu Indonesia. Thì trước giờ mình cũng bán xe Rush cũng nhiều chiếc nhưng mà trải nghiệm thực tế thì nó khác hẳn so với lý thuyết. Thì trải nghiệm thực tế so với tầm giá thì nó rất ngồi rất là thoải mái, không kém gì so với Fortuner đàn anh của Rush. Với lại cảm nhận dàn lạnh thì dàn lạnh của Toyota thì mình biết rồi, rất là lạnh, hai dàn lạnh, nên ví dụ hàng ghế thứ hai mình cảm thấy cái độ lạnh này khá lạnh đấy. Thì kinh nghiệm thì bán nhiều xe Rush rồi thì nhiều khách hàng quan tâm là băng ghế thứ ba nó sẽ chật hơn băng ghế ở giữa, nhưng mà khi trải nghiệm thực tế thì em thấy ngồi hai người
mặc dù là cao 1m7, 1m8 và cân nặng thì rất là nặng, khoảng 7-80kg á, thì cái khoảng cách giữa hai người còn rất là rộng. Hai người rất là to con nha, nhưng ngồi thì khoảng cách ở đây nó vẫn còn rộng, có thể là chứa được một người em nhỏ nữa, có thể là băng xa có thể ngồi được 3 người luôn. Toyota Rush thì trong quá trình thấy chạy nãy giờ thấy cũng khá ok, thì cũng nhiều khách hàng sử dụng Toyota Rush rồi, thì khách hàng cũng khá hài lòng. Tuy nhiên thì nếu quý anh chị có nhu cầu lái thử thì cứ lên đại lý Toyota thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Thái. Thái sẽ cho nhân viên tiếp anh chị và sẽ hỗ trợ anh chị lái thử. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua xe Toyota Rush trong tháng 5 này thì tại Toyota thành phố Hồ Chí Minh cũng có chương trình là ưu đãi riêng cho khách hàng là tặng bảo hiểm thân xe, chi phí giao xe tại tỉnh, chi phí làm biển số chức vạ, rồi nhiều món quà, cụ thể là 10 món quà theo xe, khá hấp dẫn để cho hỗ trợ cho quý khách hàng mua xe Toyota Rush. Thì nếu quý anh chị chưa chuẩn bị đủ tiền mặt á, thì mình có thể mua qua ngân hàng và số tiền mình trả trước tầm khoảng 200 triệu. Thì cái xe Toyota Rush này hiện tại nếu mà lăn bánh về các tỉnh thì nó ra xong hết giấy tờ bảo hiểm đầy đủ thì nó tầm khoảng 730 triệu thôi. Thì mình đưa trước là khoảng 200, vậy thì mình quay là khoảng 530 triệu. Nếu mà mình góp trong vòng là 7 năm thì tương đương hàng tháng mình trả tầm khoảng 9 đến 10 triệu đồng là sẽ sở hữu ngay. Thì quý anh chị cứ cân đối tài chính và mình cân đối cái nhu cầu. Nếu quý anh chị có nhu cầu mua xe thì liên hệ với số hotline của Thái để được Thái hỗ trợ. Ok mọi người, nãy giờ trên thời gian khoảng 20 phút ha, thì mình tới Tân An rồi đó. Thì Thái đang cho xe chuyển làn xuống thành phố Tân An, Long An để chạy một vòng Tân An. Ngày hôm nay thì xe nó mới được người lái thử đầu tiên là Thái đó mọi người. Xe về là lái luôn, thì mình đi vòng Tân An luôn để cho chiếc xe Toyota Rush này tham khảo thành phố Tân An cùng với rất nhiều khách hàng đang theo dõi kênh của Thái sẽ chụp lại thành phố Tân An như thế nào nhé. Wow. Đường dẫn